1001 ý kiến từ độc giả. Nữ chính có chất giọng quấn nhất. Nam chính được nhiều chị em muốn ôm về làm chồng nhất. Nếu anh không đủ sức treo cho em sẽ ướt cùng anh. Không sao cả, nếu mà có sai thì cả hai chúng ta cùng làm lại nhá. Nam phụ đáng thương nhất. Và cuối cùng chúc tôi sinh nhật vui vẻ.